Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Kiều và tất cả các anh chị em và các bạn đồng nghiệp, hôm nay là lần thứ hai tôi được đứng trước các bạn và được trình bày về vấn đề chuyên môn, được chứng kiến sự lớn mạnh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế cũng như cái niềm tin yêu của bệnh nhân của thành phố Hải Phòng cùng các tỉnh khác tin yêu bệnh viện chúng ta. Tôi xin chúc mừng ban lãnh đạo của bệnh viện và chúc mừng tất cả anh chị em được làm việc trong môi trường bệnh viện của chúng ta. Hôm nay tôi xin trình bày về cái kinh nghiệm lâm sàng hướng dẫn chuẩn đoán xử trí phản vệ. Như chúng ta đã biết, phản vệ là một cái vấn đề luôn luôn nóng hổi. Các bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng chúng ta phải đối mặt với cái phản vệ là một cái rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Chính vì thế chúng ta cần phải có cái bản lĩnh lâm sàng vững chắc. Thì khi đối mặt với nó, chúng ta đầy đủ tự tin để xử trí phản vệ để cứu sống người bệnh. Chúng ta có các cái về cái phản vệ lý thuyết thì tất cả chúng ta chắc cũng đều nắm kiến thức vững rồi. Tôi xin chia sẻ về những cái kinh nghiệm lâm sàng. Cái triệu chứng của phản vệ thường chia làm 5 nhóm sau. Thứ nhất là biểu hiện ở da và niêm mạc, có ngứa, nổi ban đỏ, phù mạch, biểu hiện của hô hấp, khó thở, nhịp thở nhanh, rồi phù thanh quản, có tiếng đứt thanh quản, phù hồi cấp. Tim mạch thì nhóm thứ ba là tim mạch, mạch nhanh, huyết áp tụt, rồi các biểu hiện của cái hậu quả của huyết áp. Thì thứ tư về tiêu hóa là bệnh nhân nôn, đau bụng, ỉa chảy. Thứ năm về tinh thần kinh, bệnh nhân kích thích, vật vã, co giật, hôn mê. Đấy là ta có cái năm cái biểu hiện triệu chứng ở cái nhóm năm nhóm như đó. Từ cái năm nhóm triệu chứng thì phân ra các bệnh cảnh lâm sàng. Bệnh cảnh lâm sàng thứ nhất là gồm có triệu chứng xuất hiện ở da và niêm mạc. Chỉ cho em số 1 này. Và triệu chứng xuất hiện ở da niêm mạc trong vài giờ, vài giây, vài phút đến vài giờ, và có ít nhất một trong hai triệu chứng sau. Triệu chứng về hô hấp là khó thở, thở lít lan lít. Triệu chứng thứ hai là tuần hoàn tụt huyết áp hay các hậu quả của tụt huyết áp như rối loạn ý thức, đại tiểu tiện không tự chủ. Bệnh cảnh lâm sàng thứ hai có ít nhất hai trong bốn triệu chứng xuất hiện trong vài giây đến vài giờ sau khi người bệnh tiếp xúc với yếu tố nghi ngờ. Biểu hiện của da và niêm mạc, biểu hiện của triệu chứng hô hấp, biểu hiện của tuần hoàn tụt huyết áp hay các hậu quả tụt huyết áp. Và cái thứ tư là cái trên hệ tiêu hóa là bệnh nhân nôn, đau bụng, tiểu chảy, có ít nhất hai trong bốn cái nhóm triệu chứng đó. Bệnh cảnh lâm sàng thứ ba, tụt huyết áp xuất hiện trong vài giây đến vài giờ sau khi tiếp xúc với yếu tố nghi ngờ mà người bệnh đã từng bị dị ứng. Ở trẻ em là ít nhất 3% huyết áp tâm thu, hoặc là dưới 70 của huyết áp bất đền, người lớn là dưới 90 mg thủy ngân huyết áp tâm thu, hoặc 30% giá trị huyết áp của tâm thu đền. Như vậy chúng ta có ba cái bệnh cảnh lâm sàng chúng ta gặp. Đấy, để có thái độ xử trí đúng đắn cần phân biệt rõ cái mức độ phản vệ. Phản vệ được chia làm 4 mức độ. Và ta chú ý là các mức độ phản vệ có thể tăng nặng lên rất nhanh và không theo tầng lực. Mức độ 1 là mức độ nhẹ, chỉ có một nhóm triệu chứng ở da và tổ chức dưới da, niêm mạc như là mày đay, ngứa, phù mạch, rung môi, đỏ mắt. Mức độ đỏ này là mức độ nhẹ và chúng ta chỉ xử trí không dùng adenin. Đến mức độ 2 là mức độ nặng thì có từ hai biểu hiện ở nhiều cơ quan như sau: mày đay, phù mạch xuất hiện nhanh, khó thở nhanh, nông tức ngực, khàn tiếng, chảy nước mũi, nôn, đau bụng, tiêu chảy. Đấy, huyết áp có thể chưa tụt hoặc tăng, nhịp tim nhanh hoặc mạn nhịp. Mức độ này thì có ít nhất hai biểu hiện và bốn cái biểu hiện các triệu chứng như trình bày trên. Từ mức độ này chúng ta phải sử dụng adrenaline. Mức độ 3 là mức độ nguy kịch, biểu hiện ở nhiều cơ quan với mức độ tăng nặng hơn, đường thở có tiếng thở ít thanh quản, phù thanh quản, nhịp thở nhanh, khò khè, tím tái, rối loạn nhịp thở, rối loạn ý thức. Người lớn thì vật vã, trẻ em thì quấy khóc, hôn mê, co giật, rối loạn cơ tròn, tuần hoàn có mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt. Và mức độ 4 là mức độ nặng nhất,
gọi là sốc phản vệ, biểu hiện ngừng mất gần tuần hoàn. Chúng ta có cái 4 mức độ phản vệ, và căn cứ 4 mức độ này chúng ta sẽ có cái xử trí. Và nguyên tắc xử trí chung là tất cả các trường hợp phản vệ phải phát hiện sớm, xử trí khẩn cấp kịp thời tại chỗ và theo dõi liên tục trong 24 tiếng. Chúng ta chú ý là xử trí tại chỗ nhé. Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, các nhân viên y khác đều phải thành thạo cái xử trí ban đầu của phản vệ. Và adrenaline là thuốc thiết yếu quan trọng hàng đầu cứu sống người bệnh. Chúng ta có nguyên tắc chung băng, nguyên tắc chung như thế. Và xử trí phản vệ mức độ nhẹ, như tôi đã nói ở trên, mức độ nhẹ tức là chỉ có một cái nhóm triệu chứng ở da và niêm mạc thôi, còn hô hấp, tim mạch, tiêu hóa thì chưa có. Để chúng ta chú ý phân biệt cái mức độ này. Để cái mức độ này chúng ta không sử dụng adrenaline, mức độ này chúng ta chỉ dùng thuốc methylprednisolone, biệt dược là sulfuron và các thuốc chống dị ứng khác. Đặc biệt phải theo dõi trong 24 tiếng để xem diễn biến có nặng hay không và chúng ta có cái bước xử trí kịp thời. Mức độ thứ hai là phản vệ xử trí ở mức độ nặng và nguy kịch là độ 2 và độ 3. Thì chúng ta có phác đồ và chú ý là từ độ 2 nhanh chóng có thể chuyển sang độ 3 và 4, do đó chúng ta phải xử trí khẩn trương và phải xử trí đồng thời theo dõi cái diễn biến của bệnh ngay lập tức. Ngừng tiếp xúc với dị nguyên, nếu có tiêm hoặc truyền adrenaline theo phác đồ thì tôi sẽ nói phần sau. Cho bệnh nhân nằm tại chỗ, đầu thấp, viêm trái nếu có nôn, thở oxy người lớn 4 đến 6 lít trên phút, trẻ em 2 đến 4 lít trên phút qua mặt nạ thở. Tiếp tục đánh giá tình trạng tuần hoàn, hô hấp, ý thức và các biểu hiện khác để chúng ta có xử trí. Ép tim ngoài ngực, bóp bóng nếu bệnh nhân ngừng tuần hoàn, ngừng thở. Đặt nội khí quản nếu suy thở hoặc mở khí quản cấp cứu trong ngực là phù thanh môn áo. Thiết lập đường truyền tĩnh mạch với đường truyền thông thường nhưng kim to cỡ 16 đến 18. Và một đường truyền thứ hai để phù dịch nhanh. Có kỹ thuật hơn chúng ta đặt catheter tĩnh mạch trung ương. Và hội ý với các đồng nghiệp tập trung xử lý báo cấp trên và hội chứng với hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu và chúng ta dị ứng nếu có. Đây là cái phác đồ mà chúng ta điều trị bệnh nhân phản vệ độ 2, độ 3, tức độ nặng và nguy kịch. Tôi nói kỹ về vấn đề sử dụng adrenaline và truyền dịch. Mục tiêu của sử dụng adrenaline và truyền dịch là để nâng huyết áp và duy trì huyết áp mắc của người lớn là trên 90 và trẻ em là trên 70 và không còn dấu hiệu về hô hấp như thở rít, khó thở và dấu hiệu về tiêu hóa, nôn ở trẻ đông. Thuốc adrenaline ống 1mg/1ml dùng để tiêm bắp những mũi đầu tiên mà khi mà phát hiện phản vệ độ 2 là tất cả chúng ta đều phải thành thạo. Với liều trẻ sơ sinh và trẻ dưới 10 cân thì 1/5 ống là tương đương 0.2ml. Trẻ trong khoảng 10 cân dưới 20 cân thì 1/4 ống bằng 2.5ml. Trẻ trong khoảng 20kg dưới 30kg là 1/3 ống bằng 0.3ml tương đương. Trẻ từ 30 đến 50 thì 1/2 ống và người lớn và trẻ em trên 50 thì có thể từ 1/2 đến 1 ống. Đấy là cái mũi tiêm đầu tiên. Chúng ta tiêm ở mặt trước đùi, mặt trước ngoài của đùi. Vì sao? Vì chỗ đấy là cái cơ nó nhiều mạch máu và ít mỡ nhất. Chúng ta chú ý nhé. Và khi mà tiêm mũi đầu tiên, theo dõi từ 3 đến 5 phút một lần về huyết động của bệnh nhân. Nếu huyết động ổn định thì không tiêm tiếp, mà huyết động không ổn định chúng ta nhắc 3 đến phút sau chúng ta nhắc lại liều tiêm bắp như trên. Nếu mà huyết động vẫn không ổn định, các dấu hiệu nặng lên thì chúng ta phải chuyển sang ngay là tiêm truyền tĩnh mạch adrenaline. Có hai trường hợp thứ nhất là chưa có đường truyền tĩnh mạch thì chúng ta tiêm chậm tĩnh mạch dung dịch adrenaline 1/10.000. Cách pha là một ống adrenaline, chúng ta lấy 1ml pha với 9ml nước cất hoặc nước muối sinh lý. Và liều tiêm thì chúng ta tiêm bằng 0.5 đến 1ml, tiêm chậm trong 1 đến 3 phút, tương đương với 50 đến 100mg của adrenaline. Sau 3 đến 5 phút chúng ta lại đánh giá huyết động lần nữa, nếu mà không lên
được thì chúng ta phải nhanh chóng chuyển sang đường truyền tĩnh mạch liên tục. Với trẻ em thì chúng ta không sử dụng đường tiêm tĩnh mạch chậm vì nguy cơ nó hoại tử mạch. Đấy. Và chúng ta truyền liên tục adrenaline. Với điều là cả người lớn và trẻ em là 0,1 microgram trên cân nặng trong 1 phút. Và cứ 3 đến 5 phút chúng ta điều chỉnh liều adrenaline tùy theo sự đáp ứng của người bệnh. Đồng thời với việc dùng adrenaline tĩnh mạch thì chúng ta nhanh chóng truyền bù dịch nhanh bệnh nhân. Với liều là người lớn là từ 1 đến 2 lít trong vòng truyền nhanh trong vòng 12 phút, trẻ em từ 10 đến 20 ml trên gram cân nặng cũng trong vòng 10 đến 20 phút. Và chúng ta có thể nhắc lại liều như trên khi cần thiết. Khi chúng ta truyền đủ dịch và adrenaline huyết động ổn định thì chúng ta tiếp tục theo dõi trong vòng 24 giờ với 1 tiếng theo dõi một lần về cái huyết động và cái chỉ số sinh tồn của bệnh nhân. Tiếp theo chúng ta sẽ có các bước xử trí thì chúng ta phải đánh giá được cái tình trạng tuần hoàn hô hấp để chúng ta có các biện pháp xử trí tiếp theo. Về hô hấp là chúng ta cho thở oxy qua mặt nạ rồi bóp bóng ống bù oxy. Nếu có suy hấp thì đặt ống nội khí quản thông khí nhân tạo, và nếu có phù thanh quản phù hàm thì chúng ta phải đặt mở khí quản. Xử trí co thắt đường thở thì dùng abofilin hoặc salbutamol để truyền tĩnh mạch chậm. Chúng ta có thể thay thế tiêm truyền tĩnh mạch chậm bằng cái ke xịt họng hoặc là dùng mặt nạ để khí dung salbutamol. Nếu mà chúng ta xử trí các phương pháp như thế mà vẫn chưa lên được huyết động thì chúng ta có thể truyền dung dịch keo thay thế bằng albumin, plasma tươi hoặc các phân cao dung dịch cao phân tử sẵn có như là hep cenafonin. Và vẫn không lên được huyết áp và các triệu chứng vẫn nặng thì chúng ta có thể phối hợp nhiều cái thuốc vận mạch khác nhau như là dobutamine, dopamine, noradrenaline. Và ở bệnh viện nhi thì chúng tôi thường có phải sử dụng 4 vận mạch cùng một lúc. Đấy. Tức là cả adrenaline, dopamine, dobutamine và noradrenaline để xử trí các trường hợp nào phản ứng nặng. Đến theo dõi bệnh nhân thì giai đoạn cấp theo dõi 3 đến 5 phút một lần các chỉ số sinh tồn. Khi mà huyết động ổn định, các chỉ số sinh tồn ổn định, chúng ta theo dõi 1 tiếng một lần, ít nhất trong 2-4 tiếng để tránh trường hợp mà có phản vệ pha 2, pha 3. Và tất cả các bệnh nhân phản vệ thì cần phải được theo dõi ở cơ sở khám chữa bệnh ít nhất 2-4 tiếng sau khi huyết động ổn định. Tôi thì được công tác ở khoa gây mê hồi sức cùng với chỗ của phó sư tiến sĩ Trần Thị Tiệm. Tôi xin chia sẻ thêm về cái phản vệ trong gây mê hồi sức, trong gây mê gây tê phẫu thuật. Tôi xin nói thêm, trong gây mê gây tê phẫu thuật thì bệnh nhân đã được gây mê an thần, các biểu hiện ngoài da hay các biểu hiện chủ quan chúng ta không đánh giá được. Chính vì thế chúng ta phải theo dõi hết sức kỹ càng về cái các cái chỉ số sinh tồn bệnh nhân trên monitoring như là điện tim, bão hòa sinh trong máu, huyết áp của bệnh nhân và cái gan huyết của khi mới xuất hiện. Chú ý là cần khai thác kỹ tiền sử dị ứng thuốc trước khi gây mê gây tê cho bệnh nhân. Và đặc biệt là một số chất tê là những chất gây mỡ có độc tính cao khi vào cơ thể gây nên một tình trạng ngộ độc nặng giống như phản vệ, có thể tử vong trong vài phút. Đấy, cần phải cấp cứu kịp thời bằng thuốc kháng độc, giữ dịch ít kết hợp với adrenaline như làm cái điều trị phản vệ, vì chúng ta lúc đó không phân biệt được là ngộ độc của thuốc tê hay là phản vệ của thuốc. Thuốc kháng độc tố của kháng độc là trong đó chúng ta có là dung dịch nipit tương là nipofungin 2% hoặc incanipit 2% tiêm tĩnh mạch nhanh, có tác dụng trung hòa độc
chất do thuốc tê gây ra. Liều dùng tổng liều là 10 ml, người lớn là 10 ml trên kg lên nặng, trong đó 100 ml chúng ta bolus tĩnh mạch. Phần còn lại chúng ta truyền tĩnh mạch với liều là 0,2 đến 0,5 ml trên kg lên nặng trong 1 phút. Với trẻ em cũng tổng liều là 10 ml trên kg lên nặng, trong đó 2 ml trên kg chúng ta bolus. Phần còn lại chúng ta truyền tĩnh mạch với liều 0,2 đến 0,5 ml trên kg lên nặng trong 1 phút. Nếu tình trạng không được cải thiện, bệnh nhân vẫn dấu hiệu nó nặng lên thì chúng ta có thể vô nút, có thể nhắc lại lần hai với liều như trên. Trên đây là kinh nghiệm lâm sàng về chẩn đoán và xử trí phản vệ. Tôi có 3 cái câu hỏi để cho các đồng chí thảo luận. Câu hỏi như trên đơn giản. Câu thứ nhất là phản vệ được phân làm mấy mức độ? Vâng, các đồng chí chúng ta, các đồng chí chúng ta là xin biết thì trả lời vấn đề chúng tôi vừa trình bày. Các đồng chí trả lời. Anh Hanh ạ. Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng quá, bốn độ. Và bác sĩ Anh đã trả lời rất đúng, là bác sĩ Anh đã chăm chú theo dõi và trả lời rất tốt. Câu thứ hai, khi nào dùng adrenaline để xử trí phản vệ? Phần A là khi có cuộn cái biểu hiện ở da và niêm mạc. Câu B là có từ hai triệu chứng trở khai biểu hiện ở nhiều cơ quan. Câu 3 là khi có sốc phản vệ. Bác sĩ Kiên là mới. Khi nào thì chúng ta dùng adrenaline? Cái này là rất quan trọng với các bác sĩ lâm sàng đấy. Rất chính xác. Khi mà mới có một cái biểu hiện ở da niêm mạc thì chúng ta chưa dùng adrenaline, và khi có từ hai biểu hiện ở nhiều cơ quan thì chúng ta mới dùng adrenaline. Đấy là các bác sĩ chúng lâm sàng chúng ta phải phân biệt rõ để mức độ chúng ta có dùng adrenaline hay không. Và khi mà chỉ có một biểu hiện ở da và niêm mạc thì chúng ta dùng sonometrone, và phải theo dõi sát vì là các độ nó có thể chuyển rồi từ mức độ nhẹ sang mức độ nặng. Câu thứ ba, liều tiêm bắp đầu tiên adrenaline trong phản vệ độ 2, tức là mức độ nặng và nguy kịch ở trẻ em trong khoảng 20 kg, là một là phân A là 1/4 ống, tức là 0,25 ml. Phần B là 1/3 ống, tương đương với 0,3 ml. Đồng chí nào biết? Anh cứ chỉ đi thôi, anh hỏi lớp lớp. Đây, đồng chí ngồi trên này. Trong khoảng 24 gram, mà từ 20... Thế đồng chí nào còn ý kiến khác không ạ? Bên cạnh rồi. Đấy là từ trong khoảng American từ 20 đến dưới 30 thì chúng ta dùng là pháp là đúng chính xác. Bạn trả lời rất chính xác đấy. Thế là chúng ta rất là theo dõi chăm chú bài trình bày của tôi, và các đồng chí đều trả lời rất là chính xác các câu hỏi thảo luận. Thế xin cảm ơn bác sĩ. Anh cho ví dụ ví dụ như ca ở đây chuyển sang đấy, đơn giản là chỗ đấy. Anh hiểu cho ví dụ mấy ca mà trẻ em chuyển sang đấy thì có những cái gì cần thiết đấy. Đấy đấy, đơn giản là chỗ đây là anh đã hiểu. Ví dụ là có trường hợp mà bên kể cả bên đa khoa quốc tế và bệnh viện đa khoa ở chúng tôi cũng đã nhận được một số trường hợp mà bệnh nhân bị phản vệ thì trẻ em đấy. Các đồng chí ở bên đây cũng xử trí rất đúng, là chúng ta phát đồ là chúng ta tiêm được cái mũi adrenaline đầu tiên. Và chính cái mũi adrenaline đầu tiên ấy là cái thời gian vàng để cứu sống bệnh nhân. Đấy, và cái này nó xảy ra rất là nhanh, chỉ trong vài phút thôi. Đấy. Và chúng ta không chớp được cái thời cơ vàng này thì có thể là bệnh nhân không có thể cứu được. Đấy, thì tôi nhận thấy là các đồng chí bên đây
cũng đã xử trí rất là đúng pháp đồ. Đã tiêm được cái mũi A đầu tiên là lần đầu tiên và chuyển sang kịp thời thì mũi ca đó bên chúng tôi đều sau đó phải có ca phải đặt nội khí quản thở máy rồi phải dùng bốn vận mạch như chúng tôi đã nói, nhưng mà cũng đều qua được hết chứ chưa có ca nào mà bị. Và kinh nghiệm ở bên như chúng tôi thì các trường hợp mà phản vệ mà phát hiện thời gian vàng mà xử trí đúng tiêm được mũi A đây đầu tiên đấy, thì 100% là được cứu qua khỏi cơn nguy kịch. Rất là may mắn là chưa có ca nào mà sốc phản vệ mà độ nặng mà chưa hết ra mà dẫn đến nguy cơ. Chào tất cả các bạn. Tôi biết là chúng ta đã được học rất nhiều lần về cái bài sốc phản vệ này rồi. Tôi cũng nói rồi, thế thì trong đợt này thì các bạn ở vaccine có đặt hàng là có muốn nói một chút, nói nhắc lại vì các bạn ở trong cái khu vực của vaccine ấy thì người ta đến trong buổi sáng người ta tiêm xong người ta về. Chúng ta thấy rất nhiều lần chúng ta gặp những trường hợp ở các nơi phản vệ xảy ra và bệnh nhân tử vong, đặc biệt là với trẻ em. Thế thì các bạn đặt hàng thì tôi cũng muốn là mời thầy Thành, tức là thầy là trưởng khoa gây mê hồi sức của bệnh viện Nhi Hải Phòng, đã gặp những cái trường hợp các bạn đã gửi sang. Thầy thì thầy rất là tế nhị cho nên thầy không thầy cũng chỉ muốn nói một cái nó nhẹ đi thôi. Và khi mà thầy thấy gặp một loạt chuyển sang đấy thì thầy gọi ngay cái báo ngay cho tôi và thấy rằng là trong cái xử lý của chúng ta chưa hợp lý và phải đến bốn vận mạch. Các bạn thì cũng may là tôi không nhờ rồi là các bên đấy, bên bệnh viện chỗ thầy Thành đã cứu sống cho chúng ta những cái bệnh nhân như vậy. Thế thì ở đây để nói lại với chúng ta thấy được rằng với trẻ em thì nó không dễ như người lớn tí nào, đúng không? Cái đồng đó đã khó loạn lên rồi. Thế cho nên là các bạn vaccine là lo là đúng. Vì nếu chuyên khoa nhi các anh các chị có các cái kinh nghiệm khám chữa bệnh cho nhi nó hoàn toàn khác, là một cái thế giới hoàn toàn khác, chứ không phải người lớn như chúng ta thấy khó chịu cái kêu vận động các cháu khó chịu thì lúc nào nó cũng không biết nó khó chịu hay là không khó chịu. Thế quay lại cái vấn đề này là tôi cũng hiểu là thầy trẻ nhẹ nhàng hóa vấn đề lên, nhưng chúng ta là người làm trực tiếp với bệnh nhân thì chúng ta cực kỳ lo lắng là đúng. Thế vậy thì quay lại cái bài ngày hôm nay, chúng ta thấy được rằng là thầy nhắc lại những cái phần rất là cơ bản về yêu cầu của cái chống phản vệ sốc, chống sốc phản vệ như nào. Thế quay lại ở đây thì các bạn thấy là thầy cũng nhắc một chút là nếu chúng ta không dùng thuốc tê, thì ở đây các bạn không dùng thuốc tê hay là có dùng thuốc tê, chúng ta đặt hai cái tình huống ra. Đầu tiên là các bạn ở vaccine hay ở tất cả các khoa, khi chúng ta sử dụng bất cứ một cái gì, như lần trước tôi đã nói là chúng ta phải theo dõi bệnh nhân một vài phút sau đã, đừng tiêm xong quay đi, đúng không? Đấy là cái thứ nhất, mà kể cả vaccine hay ở các khoa phòng cũng thế. Lần trước tôi nói rồi, vì sao? Vì bản thân tôi là bị sốc phản vệ do beta lactam, mà nếu không phải là tôi khi tiêm một người thấy khó chịu cái tôi không nói được ngay, tôi phải chỉ có chỉ cho chị tôi chỉ ra, mà trong cái đấy bạn điều dưỡng bu ơi con tiêm thuốc cho bu xong rồi, quay xe ra chưa kịp ra không bỏ được cái cửa. Mà phòng bệnh thì nó rất là chật, chỉ có ở nội rất chật lắm, không phải chỉ bằng nửa cái phòng bệnh của chúng ta bây giờ thôi. Thế cho nên là vẫy vào thì là các bạn ấy phải xử lý ngay. Cái thứ hai, tại sao phải xử lý bộ như thế? Phải phát hiện được mà chúng ta quay đi, chúng ta không check lại cái mũi tiêm của chúng ta thì không kịp. Vì sao? Vì tôi đã được chứng kiến cái quả tim lúc đấy lồng ngực mở, quả tim nó đen như thế này. Khi tôi chỉ vừa mới bật có vài giọt protamin để trung hòa hết. Khi mà mổ tim mở chuẩn bị đến giai đoạn đóng thì người ta phải cho protamin từ trước đấy, cho heparin. Thế có nghĩa rằng với trẻ em hay là với bất cứ bệnh nhân nào mà chúng ta gặp vào tình trạng sốc ngay lập tức thì có nghĩa rằng chúng ta không nhanh thì chắc chắn 100% chết. Cái này cô Thủy với các bạn cấp cứu đã ngờ, và bạn thân tôi chỉ tôi bật đến khi mà vừa mới bật cái dịch truyền lên, quay ra nhìn thấy tim tím đen này thì cái anh phẫu thuật anh còn đứng đấy mà sao chị không bật máy thở, tao bật rồi, ôm nhìn máy thở rồi
mấy tuần vừa rồi. Người ta nghĩ rằng vì kho hô hấp trong cái quá trình mổ tim mỏ thì có quá trình ngừng máy thở, chạy bằng cái máy CC. Thế nhưng mà tôi đã bật trước đến 10-15 phút rồi. Và quay lại nhìn tim đen như thế này, chỉ còn mồm cãi như mắt với cái máy thở thế như thế thì quay trở ra nghĩ được ra là mình cái gì mình vừa mới dùng. Là tôi vừa mới bật có vài giọt vào mới chạy rất là chậm, không phải chạy tháo cống như chúng ta hoặc là 60 giọt một phút đầu mới chỉ có vài giọt. Thế là không phải một mình tôi cả. Trong quá trình mười mấy làm tim là các bạn phẫu thuật viên, các bạn bên người khác cũng đã nhìn thấy cái quả tim mình ít nhất chục lần trong vòng không chục bạn tôi làm. Thế thì quay lại tại sao chúng ta thấy sốc phản vệ là chết nhanh như thế? Thế vậy thì nó có mấy cái mức độ thầy nói rồi, tôi không nhắc trang ngại nữa. Nhưng cái mà quan trọng nhất nhấn mạnh lại câu của thầy nói là cái diễn biến nó lên rất nhanh. Cho nên chúng ta phải khi chúng ta làm cái gì chúng ta phải nhìn lại bệnh nhân này rồi đi đâu đi. Hoặc là chúng ta sang cái bệnh nhân thứ hai thì trong đầu chúng ta vẫn phải có ý thức là chúng ta vừa tiêm kể cho bệnh nhân cái mũi thứ nhất và phải nhớ đấy, thế thì là thì chúng ta mới phát hiện được. Và chúng ta không để ý cũng giống như anh các bác sĩ khác đấy, không phải là không rốt không chẩn đoán ra, nhưng chỉ vì là không nghĩ đến nó thôi. Thế thì cái nghĩ đến nó ở đây với tất cả các bạn tiêm là chúng ta vừa mới tiêm cho bệnh nhân đấy, vừa mới cho bệnh nhân uống thuốc đấy, vừa mới cho bệnh nhân mới mà với trẻ con thì các bạn tiêm xong rồi nó không, và khi nó đi rồi thì lúc đấy chúng ta tôi nói không còn cách gì mà cứu đâu. Cho nên tất cả với vaccine cũng thế, với tất cả là chúng ta thấy là cái việc thứ nhất mà chúng ta nhắc lại, chúng ta sử dụng bất cứ một cái gì cho bệnh nhân thì chúng ta phải để đâu vào. Có một cái ví dụ mà tôi cũng đã nói rồi, tức là một cái bạn điều dưỡng ở Thái Nguyên khi đã vừa thử test kháng sinh cho bệnh nhân xong, thế thì thấy âm tính, hốt ra xong là đuổi nghe vậy thì chính rồi, cái đấy cũng là họ đây ta lắc tao nhỏ vào mắt bệnh nhân, vật vào mắt bệnh nhân và bệnh nhân ra đồng giá chết phải đi tủ bất chính là. Nó là như thế. Còn tóm lại cái này để các bạn hiểu rằng khi bệnh nhân chết chẳng có hội nào cứu được, đấy là câu của anh ngồi nói với tôi Hoàng Công Lương, các bạn thấy cả đất nước tất cả hội xông lên để cứu nguy có được vẫn đi tù. Và người đi tù tiếp theo là giám đốc trưởng khoa, giám đốc. Cho nên các bạn nghĩ không phải để tẩy, không phải là điều gì mà. Cho nên trong cái thông tư 51 người ta đã nói ở đây, chúng ta nhớ là các bạn và kể cả nhân viên không phải y tế khi thấy dấu hiệu sốc phản vệ có quyền tiêm adrenaline, tiêm bắp. Người ta chỉ nói tình trạng nhiễm khuẩn, tình trạng phản vệ nữa, chứ không nói đến chuyện sốc. Sốc là cái giai đoạn thứ cuối cùng. Và tim nó như thế này rồi, không có cái máy gì để mà chạy được đâu. Ngay ở phòng mổ chỉ vài giây thôi sốc điện thì sống. Nhưng chúng ta không có, chúng ta để chúng ta gọi đi mất 5 phút. Đấy cái thứ là cái thứ hai. Cái thứ ba, trách nhiệm không thể đùn được cho ai khi chúng ta làm. Và chúng ta được quyền tiêm bắp. Nó có huyết áp nó có cao lên, nhưng tiêm tĩnh mạch là tính chuyện khác. Còn ngay lập tức khi chúng ta tiêm bất cứ thứ gì, thấy bệnh nhân có hơi khó chịu như trẻ con, đừng tưởng nó khóc nó không khó chịu đâu, vì tiêm cái đụng vào trẻ con là nó khóc. Nhưng các bạn nếu để ý một chút thì thấy nó khóc dữ dội, nó có cái biểu hiện ví dụ giống như là có một cái bệnh nhân mà lần trước cái này tôi nói là chỉ có xoa một cái đâu, thế mà thấy cái gì, thấy cái mặt nó sưng lên. Còn chúng ta nhìn thì đến bây giờ thì tôi các bạn sẽ thấy là tôi cũng tất cả trong cái nghề giúp tôi là bây giờ các bạn có monitor, nhưng lúc đấy các bạn không có monitor thì các bạn nhìn về mặt bệnh nhân nó chỉ thấy hơi đỏ lên, hơi khát một tí và khóc ngâm ngặt lên là các bạn đã phải để ý rồi. Và do mình cho thuốc vào thì lúc bấy giờ anh cũng phải tiêm bắp à đấy. Bệnh viện Hùng Vương người trong mỗi xe tiêm trước khi đi tiêm là được quyền bẻ một ống adrenaline hút ra bơm tiêm để đấy, và khi thấy bệnh nhân có dấu hiệu khó chịu là được tiêm bắp. Vậy thì cái tỷ lệ 1/4, 1/3, 1/2 các bạn nhớ cho. Và có bọn con tiêm quá thì một tí nữa cũng không sao cả, tiêm bắp không sao cả. Đúng rồi, vì sau vài phút, sau 10-15 phút là nó hết tác dụng. Nhưng nó đấy chính là thời gian vàng và cái thuốc. Cũng giống như tối qua ở đây tôi đã thông báo lên cả về như tôi thông báo thì chị Huệ chị thông báo, nhưng tôi thấy mọi người không để ý. Nhưng hôm nay mọi người đến rất đông thì mọi người
Tức là hôm qua chúng tôi có cái hội thảo trực tuyến với bệnh viện phụ sản của trường đại học Harvard ở đây. Người ta cũng nói thế, ngay với phụ nữ có thai cũng thế. Khi có cũng phải dùng adrenaline ngay lập tức và tim bằng. Sau đó rồi tất cả những cái thì chúng ta về lý thuyết bằng tiếng Việt chúng ta rõ rồi, chúng ta phải thuộc nằm lòng. Vì những cái đấy khi mà tim là như thế này rồi chúng ta không chạy kịp đâu. Thế mà, thế cho nên cái điều thứ hai nhắc lại là các bạn không cần phải đợi bác sĩ, chỉ có mồm hô nhưng tay tiêm đi. Tiêm 1/3 tôi cũng quá một tí cũng không giảm. Đồng ý chưa nào? Chúng ta phải biết rằng là trong vài phút đầu đấy mà chúng ta không có adrenaline, tim không ngừng thì chúng ta không có được tim đâu. Với trẻ con, với tất cả tôi lấy được ven trẻ con nhanh nhất cũng 10-15 phút. Có đúng không ạ? Đấy là tay thiện nghệ đấy, tay nhi đấy. Chứ còn nếu mà vaccine chỉ có quen tiêm bác tôi sờ được cái ven trẻ con. Tôi mới thật với các bạn, tôi nhìn thấy ngày tôi đưa y bố tôi đi nhi xong, tôi bảo tôi thề tôi không đi nhi. Tại vì vật đầu vật tai ra xong là dọc mãi cái đầu, rồi trong nó tôi cũng không chịu được. Nhưng nghiệp đi theo vẫn phải làm. Và thấy rằng là các bạn tiêm bác không khó mà nhanh và cứu được bệnh nhân, thì còn hơn là đợi đến lúc rồi là loạn sinh ngậu lên không tìm được cái vẹn đấy là chết. Đến giai đoạn phải tiêm tĩnh mạch rồi thì có nghĩa là ngừng tim rồi, nó bốn vận mạch, thì các bạn thấy rằng cái giá của nó chát 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 cực chát. Còn bây giờ toàn con quý con hiếm thôi, toàn con quý con hiếm thôi, sự vụ xảy ra kiện cáo là chuyện bình thường, chả biết đâu. Thế cho nên là chúng ta không tiêm 1/3, 1/4 đấy các bạn, không phải chính xác đến tận millilit nhưng các bạn tiêm bác phải, đúng chưa? Thế vậy thì trong cái trước đấy nữa mà để tránh xảy ra tình trạng đấy nữa, có một câu của thầy Thành đã nói là chúng ta trước khi các bạn động đến người bạn để tiêm thuốc hay uống thuốc thì các bạn ngò đến một câu về cái tiền sử. Có đồng ý không? Tiền sử trước đây cháu đã tiêm cái gì chưa? Cháu đã uống cái gì chưa? Cháu có bị gì ngứa ấy gì không? Chứ nói dị ứng có khi nhiều bà già ở quê không biết là dị ứng là cái gì. Có đồng ý không nào? Hỏi nó có bị đề đây không, nó có bị làm sao không, và cái tiền sử đấy giúp cho chúng mình rút ra. Giống như hôm qua chúng tôi nghe ở đây là khi có tiền sử thì tốt nhất nè, đúng không? Nè không tiêm nữa, chậm một tí còn hơn là chúng ta xong xong bệnh nhân này xong lại để con vội xong bệnh nhân khác. Năm xu một hào với mình để làm cái nghề này, năm xu một hào đồng tiền không bao giờ nhưng mà tính mạng bệnh nhân để chết, đúng không? Cho nên tôi mới khi mà thành lập bộ môn tôi mới đi lùng tất cả các chị chỉ cho tôi một cái kho và tôi lấy được một cái tấm mà có bốn chữ là nhân tâm nhân thuận. Tôi để khoa gây mê thì có khi bạn nào không xuống được đấy, là có nghĩa lương tâm trong sáng thì y thuật cao minh, tức là mình không để ý đến những cái khác ngoài tính mạng bệnh nhân thì tự nhiên mình clear trong cái suy nghĩ, còn trừ mình dốt quá đừng nói gì. Nhưng mà lúc đấy mình nghĩ đến vì bệnh nhân thì có khi đến chính mình có khi bị gì, bị HIV hay bị hồi xưa chúng tôi cấp cứu một tuần là bây giờ đi khi mà làm gây mê rồi thì lúc nào nói đến bệnh nhân một cái là bắt đầu chân nọ chân kia chạy. Có những người mà không có phản xạ của anh hồi sức cấp cứu là có khi bão hòa oxy tụt cũng không sao, nhưng mà cái dân y thì mình mà nghe thấy bão hòa oxy tụt là rất là dân hồi sức là sẵn còn chạy, và chạy thì bao giờ cũng túng hô người đi theo mang cái gì, mang cái cổ có mù đi mộng. Nhưng trước kia thì chúng tôi cứ ghé mồm mà thôi, chẳng nghĩ đến mình cả, nhưng mà thế thì chúng được. Thế thì vậy cái tôi nhắc lại điểm thứ hai là chúng ta phải hỏi cái tiền sử gì trước, đúng không? Và cái thứ ba, khi mà thấy bệnh nhân có các bạn nghi ngờ có dị ứng cái chưa thấy tôi thấy nói gì đấy, chứ còn để nói khàn rồi giết lên rồi thì có những người điều dưỡng của Bạch Mai nên là chỉ ngửi hơi thuốc thôi bắt đầu từ cổ trở lên là tím đen tím bầm và không thở thế nào, và phải khí dung adrenaline. Thế vậy thì các bạn ở những cái vùng các bạn phải làm, các bạn chuẩn bị cái khí dung. Nếu như chúng ta tiêm bắp xong mà chúng ta chưa lấy được ven thì khí dung tiếp tục. Ở đây thầy nói có một cái đoạn đấy, nhưng mà với tôi ví dụ như ngày hôm qua chúng tôi gây mê là có cái bệnh nhân đấy tiền sử dị ứng rất nhiều đấy, lúc vào là đã phòng dị ứng rồi, tiêm ra rồi xong lại đến tiêm kháng sinh, các bạn đi thử cái một loại kháng sinh bắt đầu là mới chỉ hơi đỏ cổ cái. Thì cái quan trọng nhất ở đây trong tư duy của chúng tôi và tôi nói với tất cả là khi thấy người ta độ 1 thì chuẩn bị tinh thần chiến đấu đến độ 2, đúng không nào? Thế vậy thì các bạn
cái bác solo nếu như cái thầy bảo đến độ 2 với cái bà lên, nhưng khi thấy độ 1, nhất là trẻ con các với người già là các bạn phải chuẩn bị adrenaline này để khi nó chạy sang độ 2, độ 3 là chúng ta phải dùng. Và khi bệnh nhân mới chỉ có tôi kêu ngứa xong và vẹt cái tay và thấy đỏ cái lập tức tôi yêu cầu sử dụng solo. Cái của bọn tôi làm này, tôi tiêm áp tiêm tĩnh mạch của đống vì dân gây mê bao giờ vậy. Thứ hai để phòng sốc pha 2, pha 3 như thầy nói, tôi cho truyền rồi tôi cho máu nữa tôi để truyền, đúng không? Và tôi lấy adrenaline ra tôi khí dùng, đúng không? Tôi chưa tiêm bắp nhưng tôi khí dùng, đấy độ 1 tôi đã làm cái đấy rồi thì nó không xuống đến độ 2 và không phải tiêm tĩnh mạch nữa, không phải tiêm bắp nữa. Nhưng mà với các bạn đấy, nhẹ nhàng đơn giản nhất là các bạn với trẻ con thì các bạn tiêm bắp và chuẩn bị khí dùng, đúng chưa? Cái này tôi nói thật, nhiều cái nó phải bày bằng ngân này từ đầu thì lắm khi chúng tôi bảo lý thuyết nó có cái gì sai sai, còn thực tế chúng ta phải chạy trước một bước thì chúng ta mới thoát chết. Tất cả những cái gì mà tôi đã làm trong cả cuộc đời tôi thì tôi nói đến bây giờ tôi buông bóng thì hết chuyện, nhưng những cái gì tôi tính là phải tính trước lấy một bước thì chỉ thoát chết, còn cứ một với một bằng hai bệnh nhân nặng lên chạy không kịp, đúng chưa? Thế vậy thì với các bạn ở cái chỗ vaccine thì tôi trả lời là thứ nhất là các bạn thấy khó chịu, thấy biểu hiện nó khóc, nó hơi khó khè, chỉ cần nghe khóc trước với khóc sau. Tại sao thế? Một cái hỏi cái dấu hiệu, hỏi cái tiền sử dị ứng, nó chưa tiêm bao giờ thì nghe cái tiếng khóc trước, nghe cái tiếng khóc trước cũng giống như nhìn cái ý thức, nhìn cái vẻ mặt trước. Tôi cứu được rất nhiều bệnh nhân ngộ độc thuốc tê là vì tôi nhìn cái vẻ mặt trước, tôi nhớ vẻ mặt trước thì đến lúc vào nhìn cái vẻ mặt khác nhau tôi đã chạy. Do vậy không được, không hỏi bệnh nhân được. Đấy, có một cái ngộ độc thuốc tê mà thầy nói khi các bạn bảo cô ấy báo hỏa oxy tụt, tôi không nhìn báo hỏa mà tôi nhìn mặt trắng bệch như thế này thì đàn ông mặt không bao giờ trắng bệch như thế này, chỉ trừ chúng ta lên sân khấu, đúng không? Hoặc là hàng ngày chúng ta make up một tí thôi. Vậy thì lúc đấy có nghĩa là nó ngừng tuần hoàn rồi đấy, nó đã là nặng rồi đấy. Vì bình thường người ta cũng phải ít nhất, nên như tôi nói ví dụ như mặt màu của gỗ đấy, đúng không ạ? Vậy thì tôi đã phải gì chọc luôn cái này và bơm mấy bơm tiêm lipid để cho nó, có nghĩa là tôi tính trước một bước và tính trước một bước đấy thì thoát chết. Còn rất nhiều những cái ví dụ chết là các bạn là tính một đến một hai và còn nghĩ còn bảo không biết nó là cái gì, hay là sau còn đại ngày hôm qua có một cái câu hỏi của thầy kính thì tôi không bàn đây là các bạn. Thế thì khi bệnh nhân vào, cái mà tôi nói không có trong sách nữa, các bạn quan sát bệnh nhân trước, quan sát vẻ mặt trước, chỉ một giây biết thôi, tay làm cái này mắt nhìn cái kia và nghe cái tiếng khóc cứ vào thì không bao giờ mấy đứa nó ngồi im đâu, đúng không? Tất cả nó đều khóc, nó khóc hoặc là nó chuẩn bị tiêm mà nó khóc, nghe tiếng khóc đấy thì khi bạn tiêm vào bạn thấy tiếng khóc có khác này, nó hơi khó kẹt này, làm như thế gì? Tôi không chuyên nghiêm, không như thầy này, cho nên tôi phải mời thầy. Nhưng cái quan trọng nhất là tích lũy kinh nghiệm và thấy rằng là nó khác một tí là phát hiện. Chứ đừng để đến lúc mà nó tính niệm cho nó lăn đồng ra rồi xong mới cô ơi, thầy ơi, không bao giờ được. Quan sát, nghe trước và nghe sau. Tất cả những cái đấy là cái mà tôi muốn nói với các bạn. Và cái thứ ba, sau khi bạn tiêm, mồm nói tay làm, đúng không? Phải gọi vì một mình không cấp cứu đâu. Không bao giờ một mình làm được hết tất cả mọi thứ. Riêng với cấp cứu của etanol shock hay tình trạng sốc của tất cả các thứ, đây với tất cả các bạn ở cấp rồi, tình trạng sốc hay là tình trạng phản vệ, một mình không làm được. Cho nên phát hiện thấy cái lập tức tiêm và gọi mọi người. Vậy muốn phát hiện được thì các bạn phải quan sát trước và quan sát sau khi các bạn sử dụng thuốc. Đúng chưa? Đấy là cái sau. Và khi các bạn gọi đến thì tất cả mọi người lại phải về cái bản cấp cứu một tuần hoàn. Phải tính đến nguồn tin nhé. Chứ không phải là à bây giờ nó chỉ có lên trong tí về. Ở đây cũng có bác sĩ răng hàm mặt. Khi tiêm Leo cho hai ống lipid vì học bài ngộ độc của tôi xong đến tầm này họ gọi điện báo cáo thành tích với báo cáo với cô với thầy hồn cô xuống đây tôi bảo để đấy 1:30 tôi chưa kịp ăn xong đã thấy gọi lại nó lại giống y cái triệu chứng trước rồi. Thế thì cái anh sốc phản vệ là như thế, nó có sốc phản
Cho nên sau đấy thì ít nhất 24 đến 48 giờ trách nhiệm của chúng ta đâu vào. Không phải chỉ gây mê với bệnh nhân phẫu thuật đâu nha, mà tất cả chúng ta đã động vào bệnh nhân, có nghĩa là tính mạng bệnh nhân chúng ta. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đừng có gì mà bộ, trong đó có một cái tình trạng phân hóa. Cho nên với các bạn, có khi các bạn mà chưa phải đến cái giai đoạn là các bạn đẩy cho cô Thủy với chúng tôi rồi. Nhưng với các bạn khác phải hiểu được rằng phải 24 tiếng sau. Và chúng tôi thường có khi với nguyên tắc với gây mê, tôi yêu cầu adrenaline truyền là 24, là ít nhất là 24 tiếng sau. Nếu như cái tình trạng nó nặng quá mà nó không ổn định, đấy thầy còn phải làm đến 4 vận mạch thì các bạn biết rằng gian khổ lắm. Mà nếu nó không sống thì bệnh nhân sống thì thôi mọi cái cho qua, nhưng bệnh nhân mà làm sao thì thôi, tất cả là đổ xuống sông xuống biển. Đúng không ạ? Thế thì vậy thì với ở đấy thì các bạn khi phát hiện ra một cái là lập tức tiêm ba đấy đi, chuẩn bị sẵn ở đấy đi để đến lúc cần phải làm. Chứ còn phải đến lúc đấy gọi chạy lên phòng mổ lấy thì chạy ra chỗ nọ chỗ kia. Cho nên ví dụ như gây mê nhà tôi chỉ có gây tê thôi, thầy chuyện là thầy sợ nhất vì là thầy vỡ phải một ca như thế rồi. Thế thì chỉ được có tiêm 2 ml lidocaine vào cái mu bàn chân thôi và bệnh nhân ấy tiền sự dị ứng xong là chốc là coi như thế chúng tôi chạy tá loạn thì tất cả phải các bạn coi như chỗ tất cả các phòng khám các bạn có được cái mã thanh quản có một cái khối mông mủng của bọn. Chứ gọi lên thế này gọi tôi chạy xuống ít nhất tôi chạy từ tầng 18 sang sảnh 2, tôi chạy cực tốc độ nhưng mà muốn cầu thang tôi không chạy bộ được thì là gì, để cầu thang, mà cầu thang buổi trưa là không vội, 4 phút nhá, mất 4 phút. Cho nên các bạn gọi được người đó người kia, người ta hiểu được ra vấn đề thì đó đã là phải 5, 6, 7 phút thì không cứu được đâu. Cho nên chuẩn bị hết cả ở ngay đơn vị nào cũng thế, phòng khám nào cũng thế, và một số phòng khám các bạn hỏi tôi thì là tôi yêu cầu có một cái quả bóng âm mưu, có một cái nguồn oxy, có bơm tiêm để sẵn đấy, adrenaline để sẵn đấy, dịch truyền để sẵn đấy. Đừng là nó trắng đắt là bao nhiêu mà chắc chắn là thầy hồi cho. Chứ còn lúc đấy gọi được cô Thủy chạy một chốc nó gọi được một người nữa, ít nhất 5-6 phút, cái đấy là thời gian làm được. Thế vậy thì đấy cũng giống như ngày hôm qua chúng tôi là tiêm lúc trước đã dị ứng rồi, tiêm sau lại dị ứng tiếp. Thì với tôi với cô Thủy thì còn nhiều võ về sau nữa. Nhưng với các bạn thì các bạn hiểu rằng chúng tôi học cái võ đánh dị ứng của Trung tâm Miễn Dịch Dị ứng Bệnh Viện thì người ta còn cho tiết cái gì cho giảm tiết dạ dày, cho truyền adrenaline tiếp tục theo dõi và người ta truyền ít nhất 2-3 ngày để dập hoàn toàn cái tình trạng dị ứng đây đi. Nhưng mà thôi, với các bạn thì các bạn phát hiện cho tôi ban đầu bằng cách là các bạn phải xem bệnh nhân trước. Khi các bạn là khi thấy nó khát đi, nó khóc khát đi, nói khát đi, hơi khàn tiếng một tí là còn trông nữa thì nó giết như bóp cổ này, nó đen xì cái mặt thế này thì là chỗ nào. Và lúc đấy phải khí xuống lên thật mạnh, những cái vùng mà từ nửa mặt nên nó có dấu hiệu co thắt. Còn chỉ với các bạn là tiêm bắp và chuẩn bị khí xung thì cái khí xung và cái máy khí xung bé tí có ấy làm rất nhanh. Ngày hôm qua tôi phải khí xung cho bệnh nhân đến 2 lần mới thoát. Vậy các bạn có ý kiến gì hỏi không ạ? Mời cô Thủy. Các bạn ở chỗ khác có ý kiến gì không? Thưa cô là bên đây là vaccine thực hành này từ trước là chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ có những đề nghị đào tạo cái buổi này. Thế nên là em muốn hỏi thực tế là một trường hợp xuất hiện một trường hợp phản vệ tại phòng vaccine sau khi tiêm chủng thì ngoài ra nếu chúng em đánh giá của nó là mức độ 1, mức độ 2 thì sau khi tiêm solo hoặc là adrenaline thì chúng em sẽ vận chuyển xuống cấp cứu hoặc sang khoa nhi. Vậy trong quá trình vận chuyển đấy phải chú ý cái gì không ạ? Thì tất nhiên là những cái nó nặng hơn chúng em không xử lý được rồi. Ở bên bệnh viện chúng tôi đấy, khi mà bệnh phòng thì chúng ta tiêm một mũi đầu tiên và chúng ta bế chuyển xuống là khoa hồi sức cấp cứu đấy, thì trong quá trình di chuyển thì chúng ta có mang theo được cái oxy thở oxy, là có cái vẫn có cái báo đồ oxy nhé, hoặc là cũng có cái oxy kèm theo, bóng mát kèm theo. Để mình chú ý là bệnh nhân có thể là chuyển sang độ nặng hơn thì thật chú ý về cái hô hấp và cái tuần hoàn của bệnh nhân. Nếu mình đi theo lúc đấy thì cũng phải có tối thiểu nhất là 2 người đấy, còn thêm nữa, và đi để có các phương tiện cấp cứu bệnh nhân trên đường di chuyển.
có thể ngừng thở này, có thể ngừng tim thì mình vừa di chuyển mình vừa làm một sức nhanh chóng luôn trên đường đi, đấy là đề phòng. Thì lúc mình phải có bóng mát này để mình đề phòng bóng mát kèm theo nhé, bóng mát kèm oxy để bóp bóng này, rồi bóp tim này, và sẵn sàng lúc đấy mình vẫn phải có bơm adrenaline để khi mình có thể là tiêm nhắc lại lần hai ngay hoặc tiêm tĩnh mạch ngay lúc mà mình trong quá trình trên đường di chuyển, tức mình phải có đầy đủ các cái phương tiện mình cầm theo sau nhé, chứ không phải là mình bế không mình chạy đi. Nó giữa các tầng nó xa này cũng rất nguy hiểm vì cái thời gian vàng có thể là chỉ trong vài phút, vài giây, vài phút thôi. Thế là như thế là mình chuyển đi thì mình phải có sẵn các phương tiện mình cần theo, và nếu ngừng thở đi mình có thể là cám ngay trên đấy và họ hỗ trợ luôn. Đấy. Và có thể là bác sĩ ở dưới các hồi sức cũng phải chạy lên trên đường đi để nó ngừng thở ngay trên cám mình chuyển đi nhá. Đấy. Thì mình có thể là bóp bóng, bóp các thứ và xử trí luôn. Còn bệnh nhân mà không có cái ngừng thở không gì thì mình cứ chuyển xuống bình thường. Tôi xin bổ sung này, thế là đơn vị vaccine của các bạn là ở tầng MRO. Thế thì từ đấy các bạn chạy bộ xuống chỗ cấp cứu theo cô Thủy có được không ạ? Thầy cô Thủy còn hơn là gọi cấp cứu đem đồ lên đúng không ạ? Ý cô Thủy thế nào? Tôi muốn hỏi tiếng cô Thủy. Nếu mà đến cấp cứu đấy không quen đi đâu, nhưng mà trong khi đó mà vấn đề là lúc cấp cứu sức khỏe đã nào như thế nó phải có đường men, thì mình tốt nhất là gọi chuyên khoa nhi xuống. Vâng, tôi muốn giải quyết cái tình trạng hiện tại mà. À, vâng. À, thế thì như này nhé, tôi hiểu ý của anh Thái cũng như cô Thủy. Chúng ta trong cái tình huống như thế này thì để xác định vị trí chúng ta phải di chuyển, thì chúng ta di chuyển thực ra với vaccine là người ta chưa tiêm được tĩnh mạch đâu, tĩnh mạch thôi. Thế thì tạm thời như thế này, trong tương lai các bạn cũng vẫn ở đây tiêm vaccine hoặc là sang bên kia tôi chưa biết, nhưng hiện tại chúng ta phải làm ở đây đúng không ạ? Thế thì cái thứ nhất khi các bạn phát hiện ra được thì các bạn tiêm bắp như thế này, oxy và quả bóng để kèm theo các bạn vác xuống chỗ cô Thủy. Đồng thời tôi đã nói là tay làm mồm kêu mà, thì ngay cái lúc mà các bạn kêu ấy thì cái người thứ nhất còn đang tiêm thì người thứ hai ở bên cạnh ấy là gọi thông báo cho bác sĩ Nhi và thông báo bác sĩ cấp cứu, chỗ nào phải thông báo trước nhé. Tức là anh kêu người tức có hai người ở đấy đúng không, thông thường là có hai người gì thì người thứ nhất khi mà phát hiện ra thì người đã bảo cái người thứ hai đã lấy adrenaline đúng không, lấy adrenaline bạn tiêm theo cái tỷ lệ thời gian, và cái người thứ hai đấy đúng cấp cứu một tuần hoàn tôi phân vai rồi, thì cái người phát hiện ra là người chỉ huy hoặc là cái người có trình độ cao hơn chỉ huy đúng không, khi phát hiện ra đấy thì cái người thứ hai sẽ bảo cái người gọi điện cho lên Nhi cộng với cấp cứu đúng không, anh B xuống cấp cứu và mời bác sĩ Nhi xuống cấp cứu cùng, đồng ý chưa? Tại vì làm viên là các bạn không làm rồi, các bạn chỉ có tiêm bắp thôi, và trong khi cứ đi thế là các bạn có cái thấy nó ngừng thở, thì nếu như mà chưa ngừng thở thì các bạn cho thở oxy, các bạn bế chạy xuống thì chỉ có một cái cầu thang có tơn chụp bước một. Thứ hai là khi thấy nó ngừng thở thì cái quả bóng hấp các bạn chuẩn bị đấy là các bạn nối với cái dây oxy để dẫn đến nhà tôi không có sẵn, cho nên ngày hôm nay các bạn chuẩn bị sẵn và các bạn vừa bóp vừa chạy xuống, thì vì cô Thủy chạy lên thì bằng các bạn chạy xuống dưới đấy rồi, mà dưới cô Thủy còn có rất nhiều tay hơn các bạn, đồng ý không? Anh Đạt có được không? Có mấy em xinh kia chạy xuống đây rồi anh giúp thì cũng giống như gây mê mà, đúng không? Đồng ý không ạ? Không? Đấy đúng rồi. Thế thì đồng thời gọi điện là chúng ta gọi điện hai khu vực.
khu vực nhi và khu vực cấp cứu, mời mọ mà lúc đấy bà thấy bà phải báo động theo cái kiểu khởi động cái dây chuyền cấp cứu và lưu đồ báo động đỏ thì thầy nói luôn, đừng có ông bảo mời bác sĩ như thế này, nói toàn ông em là bệnh nhân đang tình trạng sốc, chúng tôi cần bác sĩ đây xuống cấp cứu nhi cùng với bác sĩ ở cấp cứu tầng 1 để cho nên tầng 6 khác nhé, đúng không? Các bạn trong bạn, tôi nói luôn này, khi tôi học ngoại ngữ cách đây 30 năm ấy thì thấy người ta dạy cái đầu tiên là dạy cái gọi điện thoại, mà gọi điện thoại thì các bạn gọi người ta lại bảo ai ở bên kia đấy thì ai người đầu tiên bạn phải xưng danh đó, xưng danh mình là tôi là thế nào, tôi có bệnh nhân trong tình trạng như thế nào, chúng tôi mời bác sĩ xuống cấp cứu bệnh nhân trong tình trạng như thế này tại đâu, đồng ý không? Những cái thông, những cái chi tiết thông tin ấy tôi thấy từ khi các bạn gọi điện thoại, mà cái người nghe ấy, thì cũng phải nghe xong rồi hẳn với máy xuống, tại vì người ta nói chưa hết ý của người ta, người nghe là người là hạ máy sau, đấy là cái văn hóa các bạn đọc rồi, nhưng tôi nghĩ nhiều khi cứ quên kênh đúng không? Rồi phải thông tin phải rõ ràng địa điểm, tình trạng bệnh nhân và yêu cầu của mình là cái gì, đồng ý không? Thế thì các bác sĩ sẽ chạy ngay xuống đấy. Nếu như mà vào cái giờ mà qua đi tuần mà là không thấy bác sĩ thì khôn nhất là anh Thái mình biết gọi là cô trưởng khoa, cô có khi cô ở Hà Nội ok, nhưng các bạn tốt nhất thấy bước ở chỗ nào có gọi là trưởng khoa, thế là trưởng khoa ôi cái nồi lẩu lên, đồng ý không? Tôi làm gì? Thứ hai, nếu mà không được mà vẫn còn trong các bạn mà làm việc với các lãnh đạo ấy, tôi tưởng thì tôi chỉ cho nó có tự thân mà nhắn tin không chạy được, không cãi được, nhắn tin khi mà không gọi được nhắn tin, đúng không? Các bạn gọi mấy bạn thông thường bây giờ cuốn cả cây rồi mình phát máy này mình gọi, nhưng các cái số này ở đây nhưng các bạn nhắn tin cho trưởng khoa không lại được, đúng không? Thế là có cái mẹo sau thôi. Nhưng chắc nhắc lại với các bạn, khi các bạn gọi báo thông tin thì phải nhớ xưng danh của mình, báo tình trạng bệnh nhân như thế nào, yêu cầu của mình nào, địa điểm cho người ta đến, được chưa? Đấy, và các bạn khi tình trạng còn nhẹ thì các bạn bế xuống, và tôi nói luôn là thấy sưng bắt đầu các bạn tiêm xong các bạn cũng vẫn cứ cho xuống cấp cứu đã, vì 24 tiếng đúng không? Cho nên các bạn cứ cho xuống cấp cứu, ở đấy cô Thủy sẽ vê đạt sẽ giúp tăng hiệu, cô Việt Phương thì cô bảo tăng hiệu thành ngu, nhưng tôi ta ngu thành hiểu, nó cứ nói lộn rồi, còn tôi chỉ là ba ông thợ ra thành ra cắt lộn, tức là một người không làm được đâu, đúng không? Riêng cấp cứu như thế này một người không làm được đâu, đồng ý không? Và khởi động cái thì lúc đấy ở dưới cấp cứu là anh Đạt, anh gọi khi mà trực lãnh đạo anh gọi trưởng khoa, và nếu cần thì các bạn cứ gọi tôi rồi. Tôi không ở đây, tôi cũng có thể gọi điện cho tham gia cùng với các bạn, cùng với cô Thủy. Tôi với cô Thủy là Thủy Trương Long Triệu Hổ đi với nhau, đúng không? Ok không ạ? Cũng giống hai bác sĩ số 10, bác Yên với bác Hành, đúng không? Được ạ? Các bạn có ý kiến gì không ạ? Đấy, cái quan trọng nhất là chúng ta ấy, còn hôm nay có khi tôi cùng mới chỉ luôn đến đấy rồi. Còn các bạn nghĩ ra thêm thì các bạn cho ý kiến, đúng không ạ? Có ai hỏi gì nữa không ạ? Ừ. Sao? Dân thì thông thường là cấp cứu tất cả mọi cái ở cấp cứu cộng với cấp cứu ngừng tuần hoàn ở khoa gây mê, thì thật thế giới người ta đã thống kê là tỷ lệ sống cao nhất vì người ta làm chuyên cái này, đúng không? Nên các bạn cứ đưa xuống thôi.